vị, hòa trong không khí cả nước chào mừng đại hội đảng các cấp, chào mừng thành công đại hội đảng bộ tỉnh An Giang. Chúng tôi, những thành viên của ban nhạc Trường Giang, trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Phú, xin đóng góp các tiết mục tham dự liên hoan các nhóm nhạc tỉnh An Giang lần thứ 5 năm 2020. Mở màn là ca khúc Vì Em Quá Yêu Anh, sáng tác Nguyễn Tâm, biểu diễn Mỹ Mỹ. Ca khúc Trộm Nhìn Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tứ Thiên, sẽ qua phần thể hiện của Tường Dung. Hòa tấu Just the World of Us, sáng tác Grover Washington, dàn dựng Trí Vũ và Minh Điểm. Và tiết mục cuối cùng, tiết mục song ca Chuyện Tình Nhà Thơ, sáng tác Nguyễn Đức Cường, biểu diễn Tường Dung, Mỹ Mỹ, chịu trách nhiệm chương trình Minh Điểm, dàn dựng Hòa Âm Phối Khí, Minh Điểm, Trí Vũ. Và sau đây, chương trình tham dự liên hoan các nhóm nhạc tỉnh An Giang lần thứ 5 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Châu Phú xin được phép bắt đầu. Thank you.
vừa rồi cũng đã khép lại phần tham dự của đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Châu Phú. Xin kính chúc ban tổ chức và giám khảo cùng tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe. Kính chúc Bình Hoa diễn ra thành công. Bốc nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.